Chào mừng các bạn đã đến với lục giác sẻ chia của Hive Stories. Đây là chuyên mục mới để Hive lắng nghe và truyền tải tâm sự của bạn tới những người đồng cảm. Từ đó có thể kết nối cảm xúc và câu chuyện của nhiều người hơn nữa. Mình là Vân Khê, người sẽ đi cùng bạn xuyên suốt các cung bậc cảm xúc trong số radio tháng này. Trong số đầu tiên hôm nay, chúng ta sẽ đến với chủ đề Tự trường trong tôi là Tháng 9, hoa phượng dần tàn, mùa hè dần tan. Từng lớp học sinh lại nô nức đến trường. Rồi bất ngờ thay, tháng 10 tới, chúng ta dường như vẫn còn ôm ấp không khí mới chớm của mùa tựu trường. Đôi khi là hào hứng, cũng có khi lại là sự hoài niệm sau bao năm tháng. Trong số radio ngày hôm nay, Hive sẽ mang tới cho bạn chia sẻ của tác giả Kình với tên gọi Chúng ta đều có trong mình một ngày như thế. Tự trường trong tôi là... Tự trường trong tôi là buổi sáng sớm với cơn mưa đầu mùa rất khẽ, không ướt hai vạt áo nhưng đủ làm mi mắt phủ mù sương. Ông dắt chiếc xe đạp chóc sơn màu xanh lá, đeo đứa cháu nhỏ phía sau yên. Nó ôm chặt lưng ông, cười khúc khích suốt chặng đường chảy đầy lá sầu vàng, lòng hào hứng lạ. Tự trường trong tôi là chiếc khăn quàng đỏ tươi được bà thắt gọn gàng trên cổ áo đồng phục trắng, là bím tóc tết hai bên cài cái nơ bướm xinh xinh mẹ mua vào phiên chợ sáng, là sách giáo khoa, vở ghi, thước kẻ và cặp sách nho nhỏ đeo trên vai, là tay nắm chặt tay đứa bạn thân cùng ngõ, hứa với nhau mãi mãi trở thành bạn cùng bàn dù bao nhiêu tuổi đời đi chăng nữa. Tự trường trong tôi là tiếng trống chào cờ buổi sáng thứ hai. Tôi vào thời điểm đó không thể phân biệt rõ đó là tiếng trống hay tiếng tim mình đang đập dồn. Một con nhóc bé bé đứng dưới sân trường cùng đám bạn, nghiêm trang ngước nhìn lên, lá cờ đỏ sao vàng phấp phới bay. Bỗng chốc thấy mình đã lớn lên thêm một chút, lại một chút nữa, dưới vòng trời xanh biếc này, dưới mái trường đã tưởng như quen thuộc này, dưới bóng cây xà cừ rộng lớn như muốn ôm hết tất thảy những đứa trẻ hồn nhiên vào lòng mình mãi mãi. Tự trường trong tôi là bóng hình cậu bạn lớp bên cạnh mãi in trong tâm trí. Hôm đó, cậu mặc áo đồng phục trường, chẳng có gì khác biệt với những cậu bạn xung quanh. Nhưng trong mắt tôi, cậu sáng rực và đẹp đẽ. Người mà dẫu cho năm tháng sau này, dù tôi có mải miết kiếm tìm, có tình cờ gặp gỡ giữa mênh mông biển người, cũng không thể mang lại cho tôi cảm giác như buổi tựu trường đã nằm sâu trong ký ức đó nữa. Phải chăng như người đời vẫn thường hay nói, thứ bản thân không có được, mãi mãi là thứ đẹp nhất. Thứ đã bỏ lỡ, dù sau này có gặp lại, thì định trước trở thành nối tiếc của đời nhau. Tự trường trong tôi là sự gặp gỡ lần đầu tiên, nhưng cũng là dự báo của sự chia ly sẽ đến trong tương lai. Tôi chộp nhìn những anh chị khóa trên trở về thăm trường cũ vào ngày hôm nay, thầm nghĩ đó có lẽ sẽ là chúng tôi của sau này. Và sau lần tự trường cuối cùng này thôi, lũ chúng tôi bị thời gian tước đi danh phận học sinh ngồi dưới bóng cây dự lễ chào cờ, khoác lên mình những cái tên của nghề nghiệp, của công việc, của ba chữ người trưởng thành to lớn. Chúng tôi trở thành người bình thường dù đã nỗ lực, đã cố gắng, hoặc may mắn hơn, trở thành ông nọ bà kia trong miệng mọi người. Nhưng cái tên tôi thèm nghe nhất chỉ là tiếng gọi nhóc con, là tên họ đầy đủ của tôi được cất lên từ miệng của thầy cô giáo cũ, là biệt danh lũ học trò hay ý ới gọi trêu nhau mỗi lần có đứa nào ngủ gật trong giờ. Tôi thèm được nghe lại, chỉ một lần thôi, một lần nữa. Tự trường là một ngày trở về đúng nghĩa. Lá vàng trở về với mùa thu, học sinh trở về với thầy cô, trường lớp, tiếng chuông reo trở về với lớp học, quán bán kem que trở về trước cổng trường, bụi phấn trở về với bảng đen, thầy cô trở về với giáo án, cựu học sinh trở về thăm chốn cũ. Họ trở về để tìm lại bóng hình mình còn thoang thoảng màu nắng ở đây năm nào, trở về thời non trẻ, về những năm tháng thanh xuân xanh ngát tựa bầu trời. Tự trường cũng là một ngày rời xa đúng nghĩa. Ông bà, cha mẹ buông tay con mình trước cổng trường để chúng trưởng thành hơn khi tiến vào ngôi nhà lớn thứ hai, vào một xã hội thu nhỏ với những gương mặt có cả quen thuộc và xa lạ. Những đứa trẻ phải vẫy tay chào tạm biệt xe ô tô, cần cầu,
siêu nhân, búp bê để chính thức làm quen với những người bạn mới. Và tất nhiên, sẽ có một lớp người, một lớp tuổi bị thời gian tiễn từng bước rời khỏi mái trường này đến với một ngôi trường mới, một môi trường xa lạ, đến với cuộc đời đầy vấp ngã, trông chênh. Còn bạn, tự trường trong bạn là gì? Là gì? Là gì nhỉ? Tự trường trong tôi như mùa hoa nở muộn, tưới tắm nỗi buồn bằng những giọt vui. Ngày ngập nắng, mắt chỉ nhìn một hướng, như hướng dương chẳng thể thiếu mặt trời. Tự trường trong tôi những năm về trước, nay bước cả nửa đời hoài cũng đến nơi. Tha thứ cho tôi vì năm đó không kịp ước, một điều nhỏ nhoi thôi, mãi thấy cậu mỉm cười. Tự trường trong tôi là nỗi nhớ được đem ra thế chấp, người nợ rời đi rồi trong một sáng mờ sương. Kẻ cho vay vẫn buồn vì người đi không nói trước, bước một bước chân thôi mà ngỡ cách cả phương trời. Này, mưa rồi, là trời khóc hay lòng người đang khóc? Sao giọt buồn mãi rơi xuống đời tôi? Người đi đem hết miền nắng ấm, hoa đã không nở nơi tim tôi 18 năm rồi. Hai xin cảm ơn những tâm sự đầy cảm xúc mà kênh đã gửi cho chúng mình. Dường như ai đã đi qua tuổi học trò đều có những tiếc nuối khôn nguôi trong một thời ngây thơ trẻ dại, để rồi nhớ, để rồi thương, và để rồi nhiều năm tháng xa đi, có những người vẫn còn vấn vương mãi một bóng hình đã cũ. Chuyên mục Lục Giác Sẻ Chia của hai hứa hẹn sẽ còn mang đến nhiều đề tài hấp dẫn, nhiều câu chuyện thú vị hơn nữa. Bạn đừng bỏ lỡ số tiếp theo của Tự Trường Trong Tôi Là, và hãy theo dõi chúng mình để đón chờ những chủ đề mới hơn nhé.